đây là các thông số là khay đuôi vào này, thời gian hàn này, hiểu không? Khay ra này, đấy, thời gian quay motor cuộn màng này, đấy. Đây là các chế độ là đây là chế độ là mật định, biết tình. Đây, đây chế độ là màu, có màu. Đây chế độ thời gian quay. Đấy. 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 Ở trên số đếm, số lượt nhá. Đây là số đếm này. Đây, số đếm lượt. Còn đây là mắt 99.000 cái. Đây là đồng hồ đo thờ, đồng hồ nhiệt của hai bên, một đồng hồ ngoài này bên này và đồng hồ này bên này bên phải, hai đồng hồ nhiệt. Cách làm ở đây sau khi đủ nhiệt độ trên dưới bằng nhau nhiệt độ, có điểm nháy này là ok này. Đấy, điểm nháy nào là đủ nhiệt độ thì mình sẽ làm ở đây. Đấy, nó đưa vào. Đấy, nó quay đây, đi vào đây.